Nếu như anh em muốn là một YouTuber Minecraft mà lại cho ra những sản phẩm trông như thế này. Thì đó chính là tại anh em, khi anh em không biết cách sử dụng và không hiểu về nó. Và hôm nay, Chun sẽ hướng dẫn anh em cách setting OBS. Thật ra Chun cũng không muốn làm cái này đâu, nhưng có quá nhiều anh em muốn Chun làm. Nên là ok, Chun sẽ làm. Nhiều anh em cứ đòi Chun sâu setting OBS. thì cái lúc Chun sâu mà anh em quay lắc thì lại trách Chun. Vì thế không máy nào rồi máy nào đâu anh em nên chun mới làm video setting obs để chỉ anh em cũng như là giúp anh em trong công việc youtube của anh em ok đi theo chun vào obs nào let's go ok để mà bắt đầu thì anh em phải chắc chắn rằng anh em sẽ phải tải phiên bản mới nhất của obs yeah, bởi vì chắc một hai năm nữa obs cũng chắc cũng đổi setting nên là nó sẽ hơi khác một tí thì ở đây chun sẽ không nói về cái phần setting livestream bởi vì anh em cũng biết là livestream của Chun nó rất là mờ Đấy, nhưng mà nó lại khá là mượt Thì mấy cái phần này anh em cứ để nguyên Còn đến cái phần bộ mã hóa video Thì nếu như anh em sử dụng các cạc rời khác Thì anh em sẽ có một số cái lựa chọn ở trên này Nhưng mà hiện tại Chun là máy không dùng cạc Mà lại dùng cạc tích hợp Nên là nó sẽ có cái quick scene H264 đây Đấy, thì cái này nó sẽ sử dụng game này thì nó sẽ hao tài nguyên và nó sẽ cũng sử dụng CPU nên là nó khá là ổn định thì cái này nó chỉ sử dụng được với Full HD có nghĩa là 1080 ấy nếu như mà anh em cho lên tầm khoảng 2k 24k gì đấy thì nó sẽ bùm nếu như anh nào mà có cạc cạc rời thì anh em có thể lên được 2k mà giờ mà nếu chun có cạc khác á, có cạc cạc đồ hoa thì chú nghĩ chun sẽ vẫn dùng cái quick Sync này thôi có cái này Anh em đừng có đụng vào cái này à, Nó rất là hao CPU của anh em Nghĩa là nó sẽ ăn toàn bộ CPU Và anh em chơi game vừa giật Mà quen cũng giật luôn Thế nên là anh em đừng đụng vào cái này Chứ cũng chả hiểu sao nó lại sinh ra cái này nữa Ok còn mấy cái gì này dưới này anh em cứ để nguyên nha Ok. Để cái phần bitrate này á Nếu như anh em muốn quay 720p Thì anh em để là 4000 còn nếu như anh em muốn dùng 1080 Thì anh em dùng 6k đến 8k Nhưng mà tại sao ở đây chú lại dùng 12.000 Chẳng nghe chú lại quay 2k 4k Không không Chú để cao hơn thì nó sẽ Nét hơn thôi Chưa Khuyên anh em dùng lên Nhưng mà anh em đừng để cao quá Bởi vì nó sẽ Nó sẽ lắc đi anh em Còn cái ở dưới này Nếu như anh em để cái ở chậm nhất này Là TU1 thì nó sẽ cho anh em chất lượng tốt nhất nhưng mà nó sẽ không mượt còn ở tu 7 này nó sẽ cho anh em hình ảnh nó không được đẹp á và nhưng mà nó sẽ anh mượt hơn rất là mượt cái này chú không chắc cái này chú như anh em tự quyết định ừ còn cái khung b này là nếu như anh em quay mấy cái game fps á như kiểu minecraft hay là Valorant này, đấy thì anh em để hai còn để bốn á thì là những game moba yeah. thế còn một với ba thì là cái gì xem trích hả ok đây cái phần video thì anh em phải biết uh, độ phân giải cho máy anh em để mà xem được thì anh em hãy vào setting của Windows Yeah System Display ok Thì đây đấy nó có độ phân uh, độ phân giải cao nhắc của anh em là bao nhiêu đấy Còn của chung đây là sáu x768 Đây chung ấy cả hai cái này vào Yeah thì phần cái phần uh, scan lọc này á Thì uh, nếu như anh em dùng cái uh, billiner này này Thì nó sẽ ít hao tài nguyên và cho ra phản hồi nhanh nhất Kiểu nó anh em quay xong anh em tắt cái là nó sẽ cho anh em video luôn á Nhưng mà nếu anh em để uh, cao hơn nữa Thì nó sẽ Anh em để một lúc Và nó sẽ cho ra hình ảnh tốt hơn á yeah. Nhưng mà anh em đừng để cao quá Bởi vì nó sẽ để đời lâu quá Thì nó lại bị uh, vỡ hình Bị Ung uh, chú nghĩ cái này chú sẽ để 16 anh em thế nào chun đây nếu như anh anh em nào máy mạnh thì dùng fps cao hơn okay. đó và đó chính là setting obs của chun nếu mà anh em có câu hỏi nào thì không hiểu thì hỏi chun còn nếu như mà chun có sai chỗ nào sai sót sai số chỗ nào thì anh em cũng nói với chun và cũng như thông cảm cho chun xíu à có một điều nữa nếu mà anh em mà quay xong á mà thấy video nó vẫn lắc á Thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất Đó chính là anh em, cái Minecraft của anh em á nó chiếm hết uh, CPU rồi OPS nó sẽ không mở á Và anh em sẽ quay khá là lắc Thì uh, cách giải quyết á Thì đầu tiên là anh em sẽ phải giảm cái, cái RAM của Minecraft xuống á Hoặc có một cách nữa Nó sẽ chun không phải giảm Không phải giảm cái RAM Thì anh em sẽ phải uh, ừ, Chuột phải vào cái uh, thanh công cụ Ông Ở một tab manager đây anh vẫn chi tiết thì anh em tìm đến cái phần OBS giờ yeah. anh em đặt ưu tiên cho mình thì đặt ưu tiên này nó sẽ đặt lên trên cả Minecraft á nghĩa là giờ OBS nó là mượt nhất rồi nó là nhất rồi đấy thì anh em sẽ quay rất là mượt ok vậy rồi à, chúng ta sẽ đến với setting Minecraft let's go ok đến phần setting Minecraft á thì cái phần này thì mấy ông nào máy mạnh á thì không nên xem thoát ra xem cái nào khác đi thì bởi vì mấy ông đấy xét tinh gì thì cũng mượt rồi đấy hiểu không ok đây thì nói chung cái này anh em chỉnh theo chung là được đây gì yeah. <laughs> anh em đừng có thắc mắc gì hết á <laughs> đấy ok có gì nữa không đây anh em đến cái phần setting lunar thì để chung giải thích này. Tất cả những cái mod anh em dùng nó sẽ đều làm máy anh em lắc hơn. Nhưng mà anh em chỉ dùng những cái nào mà nó cần thiết thôi nhá. Chứ anh em đừng có dùng kiểu dùng nhiều quá làm gì, nó lắc đấy. Đấy, thì đó chính là cái hôm nay chung hướng dẫn cho anh em. Đó. Thì uh, Chúng sẽ kéo dài video một chút. Nói chung anh em nào muốn xem cái phần gameplay cũng được, nói chung là nó sẽ buồn cười hài hước một xíu. yeah. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ nhé Bye bye